Piu Piu và Trâm Anh tiết lộ cực sốc trong game show Bữa Trưa Vui Vẻ. Ra Hà Nội tham gia game show Bữa Trưa Vui Vẻ, Piu Piu tiếp tục tỏ tình với Trâm Anh, chẳng ngờ nhận cái kết không thể đáng hơn khi cô nàng hot girl phũ phàng từ chối. Sau khi nắm tay nhau ra về từ chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu, cặp đôi Piu Piu tên thật là Văn Khoa và Trâm Anh đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình này, Piu Piu đã tỏ tình với Trâm Anh và may mắn nhận được cái gật đầu từ cô. Chuyện hẹn hò của họ vấp phải khá nhiều tin đồn và ý kiến trái chiều. Cả hai liên tục tung hỏa mù về mối quan hệ của mình, khiến khán giả hoài nghi không biết đâu là sự thật. Giữa những lùm xùm đó, mới đây cặp đôi tiếp tục gây sốt khi tái xuất cùng nhau trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ của Đài Truyền hình Việt Nam. Suốt thời gian diễn ra chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, cặp đôi đã thẳng thắn trải lòng về mối quan hệ giữa hai người, cũng như những thông tin thiếu chính xác bủa vây lấy họ. Trâm Anh cho biết, tin đồn cô yêu đại gia là hoàn toàn không có thật. Cô khẳng định mình vẫn đang là người độc thân vui vẻ. Trong chương trình, Piu Piu đóng vai trò là người tư vấn tình cảm, giải đáp thắc mắc cho khán giả. Một khán giả viết thư cầu cứu, nhờ anh hướng dẫn cách bày tỏ với đối tượng mình thích. Để trả lời cho khán giả, Piu Piu nhờ Trâm Anh đóng hoạt cảnh với mình. Theo đó, Trâm Anh sẽ là đối tượng được tỏ tình. Lúc đó Piu Piu đã nhìn thẳng vào Trâm Anh và nói đầy chân thành. Trâm Anh à, hôm qua mình muốn nói thẳng với Trâm Anh là mình có tình cảm với Trâm Anh rất nhiều. Bạn bỏ qua cái suy nghĩ lớn hơn mình một tuổi đi có được không? Và Piu Piu đã nhận được cái kết không thể đáng hơn khi hot girl Hà Thành phũ phàng từ chối. Hoạt cảnh dễ thương này đã khiến khán giả vô cùng thích thú, hết lời khen ngợi sự đáng yêu của đôi trai tài gái sắc. Chia sẻ với Vietnamnet, Trâm Anh cho biết cô và Piu Piu vẫn giữ mối quan hệ tốt. Nói đúng ra giai đoạn này mình và anh ấy làm bạn, tìm hiểu nhau trước. Hiện tại cả hai còn trẻ, vẫn đang bận rộn với nhiều dự án khác. Nếu cảm thấy phù hợp, có thể chúng tôi sẽ tiến xa hơn. Nhưng đó là việc của tương lai, Trâm Anh vui vẻ nói. Các bạn hãy ấn nút like, chia sẻ video này nếu thấy nó thú vị. Và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận. Xin cảm ơn.